Ngày 31 tháng 5 vừa qua, cả showbiz lại có một đêm không ngủ khi thông tin nam ca sĩ đình đám Lâm Tuấn Kiệt có liên quan đến một vụ án mạng trong khách sạn. Nam ca sĩ cũng đã phủ nhận việc liên quan đến vụ việc, đồng thời nhờ pháp luật can thiệp bảo vệ danh dự mình trước loạt tin đồn. Theo Sina, Lâm Tuấn Kiệt trở thành tâm điểm chú ý của làng giải trí trong những ngày qua. Nam ca sĩ bị các tư tề, một paparazzi truy sau tin giật gân trong showbiz tố có liên quan đến vụ tự sát của một cô gái. Thông tin cho biết Lâm Tuấn Kiệt trong quá khứ từng có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ. Trong thời gian yêu nhau, nam ca sĩ đã phản bội bạn gái khi lên giường với người bạn thân của cô. Khi biết chuyện, cô gái này đã uất hận, chửi rủa cả hai. Bài viết thu hút hàng triệu người lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Từ khóa Lâm Tuấn Kiệt căn phòng đạt một số lượng tìm kiếm cũng như lời bàn tán sôi nổi từ cư dân mạng. Tờ Sina cho rằng đây là vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, không đơn thuần là một scandal trong giới giải trí. Do đó, dư luận chờ đợi phía cảnh sát vào cuộc điều tra. Trước ồn ào, phía Lâm Tuấn Kiệt vừa đưa ra phản hồi chính thức. Theo đó, người đại diện của anh kịch liệt phủ nhận, cho biết vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của nghệ sĩ. Đối với những lời nói bóng gió vô cớ trên Internet, chúng tôi cho rằng nếu ai đó có bằng chứng chứng minh Lâm Tuấn Kiệt có liên quan đến vụ việc, xin vui lòng báo cảnh sát. Phía anh ấy và công ty sẽ tích cực hợp tác điều tra. Còn nếu không, xin vui lòng không chiếm dụng tài nguyên công cộng, gây rối trật tự mạng bằng những tin đồn thất thiệt, người đại diện nói. Phía Lâm Tuấn Kiệt cũng cho biết sẽ nhờ luật sư can thiệp và xử lý mạnh tay vấn đề này. Về phía người hâm mộ của nam ca sĩ cũng lên tiếng thanh minh rằng cô gái đã mất là fan trung thành từ những ngày đầu của Lâm Tuấn Kiệt. Sau đó còn dọa sẽ lấy thân phận fan club chụp hình với Lâm Tuấn Kiệt, tạo tin đồn họ có mối quan hệ phạm pháp. Cô gái không chịu nổi nên quyết định quy sinh trong bộ đồ đỏ. Gia đình cô ấy cũng nhiều lần lên tiếng đính chính không liên quan đến Lâm Tuấn Kiệt. Mặc dù Lâm Tuấn Kiệt và phòng làm việc đã lên tiếng phủ nhận, tuy nhiên sự việc dường như vẫn chưa dừng lại. Ngay trong đêm, khi thông tin chiếm trọn mạng xã hội, cư dân mạng cũng được dịp đào lại vụ án tâm linh cô gái đầm đỏ năm 2016 có liên quan đến Lâm Tuấn Kiệt. Theo một chương trình Đài Loan tường thuật lại, có một người báo án bạn mình đăng trạng thái kỳ lạ trên Facebook, dường như định làm chuyện dại dột. Do không ai liên lạc được, cảnh sát phải tra IP và tìm ra được vị trí hiển thị của cô gái ở khách sạn 5 sao Sunwood Dynasty Hotel, Đài Bắc. Cảnh sát ập vào, tra được số phòng của cô gái là 903. Nguyên nhân được cho là tranh chấp, ghen tuông trong fandom có liên quan đến Lâm Tuấn Kiệt. Chuyện kỳ quái bắt đầu khi phía pháp y không thể nhấn nút máy ảnh để chụp hình hiện trường lúc đó. Nửa tiếng sau thì các tòa nhà xung quanh đều mất điện, đèn đỏ cũng không hoạt động. Góc khuất trong showbiz rất nhiều, tuy nhiên vụ việc của Lâm Tuấn Kiệt lại liên quan đến án mạng, cho nên không thể sớm kết luận khi phía cơ quan chức năng chưa đưa ra kết quả điều tra cuối cùng. Lâm Tuấn Kiệt thường được gọi là JJ Lin, sinh năm 1981. Anh là ca sĩ Singapore hiếm hoi nổi tiếng tại đại lục. Lâm Tuấn Kiệt còn được mệnh danh là hoàng tử tình ca với giọng hát ngọt ngào qua các ca khúc nổi tiếng như Giang Nam, bài hát Không Vì Ai Mà Sáng Tác. Anh có nhóm bạn thân là ngôi sao gồm Châu Kiệt Luân, Lâm Chí Dĩnh, Tiêu Kính Đặng đều giữ vị trí hàng đầu trong giới showbiz Hoa ngữ. Nói qua về người trực tiếp gây náo loạn showbiz Hoa ngữ đêm 31 tháng 5 chính là Cát Tư Tề, một paparazzi rất nổi tiếng ở Trung Quốc với nhiều lần đưa ra loạt góc tối chấn động showbiz. Được biết những bức ảnh phanh phui Ung Tiểu Phi ngoại tình khi Từ Hy Viên mang thai ở tháng thứ 9 gần đây cũng là do chính người này tung ra. Hay như bức ảnh hiếm hoi trong đám cưới của Song Joong Ki, Song Hye Kyo cũng là do paparazzi này chụp được. Và chấn động hơn cả là bằng chứng ngoại tình của Vương Lực Hoàng từ năm 2022 cũng đã bị anh chàng này nắm rõ. Theo 163, do đặc thù nghề nghiệp chuyên bóc mẻ cuộc sống của giới nghệ sĩ, Cát Tư Tề dính nhiều vụ kiện tụng. Tuy nhiên, anh chưa một lần bị xử thua, không lần thất bại, 16 lần thắng và 35 lần được nguyên cáo hòa giải ngoài tòa. Trang tin liệt kê chiến tích của Cát Tư Tề, cho nên vụ việc lần này của Lâm Tuấn Kiệt khiến cư dân mạng không khỏi hoang mang.